Xin chào tất cả mọi người, xin chúc mọi người một năm mới rất là vui vẻ. Sau đây tôi giới thiệu vợ sắp cưới của tôi trong năm nay. Hello. Xin chào. Còn đây là bố của tôi. Năm mới bố chúc con là sống với nhau phải hạnh phúc con nhé. Vâng, bọn con xin hứa sống với nhau sẽ hạnh phúc ạ. Dạ vâng. Còn bố giới thiệu mình tiếp theo. Đây là bố của tôi, tức là ông của cháu. À, bố. Chúng mày làm cái trò gì đấy? Dạ. Hả? Đang câu like. Ông chúc Tết của con ạ. Đứa nào hát hơi đấy? À, chúc Tết hả? Vâng ạ. Trời ơi, quay nghiêm túc. Năm mới thì ông cũng xin... năm nay là năm gì nhỉ? Năm chó. Năm chó, chúc Xuân Bắc khỏe như chó. Có được không? Không, sẽ chúc con thế. Chúc mọi người cho đàng hoàng. Phải nói thì ông mới biết được chứ nhỉ. Năm mới thì ông xin chúc tất cả mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, khỏe mạnh. Thế thôi nhỉ. Để ông giới thiệu người tiếp theo. Người tiếp theo. Đây là đây. Đây, giới thiệu với mọi người. Bố tôi đấy. Bố tôi đấy. Là mới. Tôi là lớn nhất trong cái gia đình này. Cho nên là chúc mọi người sang năm chó là cái gì cũng có và ít sờ mó vào người của nhau. Chứ tránh như cháu nhà tôi nó sờ thế nào mà nổi cả bụng con bé hàng xóm. Ê, cho nên là năm nay mọi người làm gì cũng phải hết sức cẩn thận. Và đặc biệt ấy là sang năm mới là vui vẻ nhưng live stream ít thôi nhá. Nhà chim là dành cho những người phụ nữ rất thích live stream nhưng mà không có chim bao giờ. Hai và chúc mừng năm mới.